Xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng những thông tin mới liên quan đến buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn vào ngày hôm qua. Mặc dù đã chính thức được minh oan, tuy nhiên thì khi chứng kiến cảnh người nhà nạn nhân làm loạn tại buổi lễ, ông Hàn Đức Long đã rất đau buồn nên đổ bệnh. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối và chiều ngày hôm nay, ông Hàn Đức Long cho biết sau khi từ Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn trở về nhà, ông đã bị tăng huyết áp, đầu đau nhức, tai ù đặc do di chứng bị đánh đập, ép phải nhận tội và cũng do quá cảm xúc vì buổi lễ xin lỗi diễn ra không như mong muốn. May mắn là sau khi được gia đình chăm sóc, đến thời điểm này thì sức khỏe của ông đã dần ổn định trở lại. Ông Long cho biết là dù niềm vui không được trọn vẹn nhưng bản thân ông và gia đình rất hiểu và thông cảm với những hành động từ phía gia đình của cháu bé. Ông cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục vào cuộc để sớm tìm ra hung thủ thực sự của vụ án. Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục nhờ các luật sư tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để sớm nhận được số tiền bồi thường cho hơn 11 năm oan sai của ông. Từ hôm qua đến giờ thì tôi cũng có đọc được nhiều ý kiến thắc mắc về việc tại sao cơ quan chức năng không tạm hoãn buổi lễ xin lỗi sang một hôm khác. Việc xin lỗi người bị oan trong không khí hỗn loạn và lộn xộn như vậy thì liệu có phải là làm cho xong hay không? Liệu có cần phải xin lỗi lại ông Long hay không? Không hiểu chị Dung có thông tin nào có thể giải đáp những thắc mắc đó cho tôi và nhiều khán giả quan tâm hay không? Vâng, chị Đan Lê thân mến, theo tôi được biết thì liên quan đến vụ việc này vào sáng nay, đại diện của Cục Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp cũng cho biết là với những cái án oan sai thì có hai hình thức xin lỗi là trực tiếp tại địa phương nơi cư trú hoặc là có thể là đăng những cái thông tin cải chính ở trên báo chí. Việc để xảy ra tình huống hỗn loạn đó là do luật chỉ quy định buổi xin lỗi phải nghiêm túc công khai, còn tổ chức ra sao, nội dung, thành phần tham dự như thế nào thì lại không quy định rõ ràng, đã dẫn đến việc gia đình của nạn nhân vì quá đau buồn nên là đã vào để gây rối như vậy. Do đó mà sẽ phải sửa luật và quy định lại cụ thể địa điểm, thành phần, nội dung, trách nhiệm các bên tham gia buổi xin lỗi để ngăn chặn tình huống này tái diễn trong tương lai.